Khi nhắc tới giao thông tại các cổng trường vào giờ tan học, thì người ta sẽ thường nghĩ ngay tới cảnh lộn xộn, chen lấn và ùn tắc. Vì vậy, giữa tháng 10 vừa qua, hình ảnh phụ huynh trường tiểu học Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh xếp thành hàng dài ngay ngắn trước cổng trường để chờ đón con, bất ngờ được đăng tải rộng rãi qua mạng xã hội Facebook, đã khiến cho nhiều người vô cùng thích thú và nhấn like cho hình ảnh này. Đến nay thì nhiều trường học trong cả nước đã lan tỏa mô hình xếp hàng đón con. Cách làm này góp phần xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã nhận được hàng ngàn bình luận bày tỏ cảm xúc và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn. Chỉ vài ngày sau đó, phong trào này đã được lan tỏa mạnh mẽ ra các trường học khác trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Sự lan tỏa của mô hình này đã tác động tích cực đến ý thức của học sinh, các bậc phụ huynh và đang trở thành một phong trào nhân rộng ra nhiều địa phương. Nhiều trường học khác ở các địa phương trong cả nước cũng nhiệt tình hưởng ứng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn này. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, mô hình mời phụ huynh xếp hàng đón con cũng bắt đầu được thực hiện tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu. Ban đầu thì người ta sẽ thấy nó cảm thấy phiền phức, nhưng mà sau này thì nó mang lại cái nhiều lợi ích lớn hơn cho mọi người. Thì cái này là không chỉ là cho ý thức cho người lớn mà ý thức cả cho trẻ em nữa. Nó nâng cao ý thức cho các con em của chúng ta đấy. Tại vì cái này không phải một ngày, hai ngày mà có. Nó là cả một cái quá trình. Nếu như mà có được một cái thói quen ấy, thì nó rất là tốt. Và cái thói quen xếp hàng này, rồi theo thứ tự này, và nhường nhau, nó là một cái thói quen khá là tốt. Nếu mà duy trì được cái mô hình đó trong một cái thời gian dài ấy, thì tạo ra một cái gọi là một cái văn minh. Văn minh khi tham gia giao thông, văn minh khi xếp hàng và văn minh nhường nhịn nhau. Cái mô hình này không phải là đến bây giờ chúng tôi mới làm, mà ngay từ đầu năm học chúng tôi đã làm cái mô hình này rồi. Bởi vì là trường của chúng tôi với cái số lượng học sinh rất là đông, đông nhất thành phố hiện nay, với cái số lượng học sinh là 2.866 em trên 66 lớp. Và đặc biệt là trường đã xây dựng được 13 năm, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có đường để đi vào cổng chính. Nên là đây là một cái áp lực rất lớn đối với nhà trường, đặc biệt là đối với cái công tác an toàn giao thông trước cổng trường. Nên là đứng trước cái khó khăn đó thì ban giám hiệu chúng tôi đã rất là trăn trở và đã đưa ra những cái giải pháp. Chúng tôi đã làm cái công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và đặc biệt là các bậc phụ huynh. Thì mới đầu thì cái việc xếp hàng thì phụ huynh cũng có một số phụ huynh là cũng hơi khó chịu. Nhưng mà thấy được những cái lợi ích của con mình, cái an toàn của con mình, của con em mình. Nên là phụ huynh bây giờ thì rất là đồng tình, ủng hộ và hợp tác với nhà trường. Và bên cạnh đó thì nhà trường đã thành lập được cái đội xung kích an toàn giao thông để trực cổng trước cổng trường, và cái lực lượng nòng cốt ở đây là đoàn viên thanh niên hàng ngày là chia ca ra để hướng dẫn cho phụ huynh đón con cho nó đúng cái trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì nhà trường đã bố trí lệch giờ cái giờ tan học của các khối để tránh cái ùn tắc giao thông. Và đặc biệt là nhà trường đã yêu cầu tất cả các cái giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên bộ môn có cái tiết cuối là sẽ dẫn các em ra đến tận cổng trường xếp thành hai hàng. Và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm nắm được những cái em mà có phụ huynh chưa có đưa đón được đúng giờ thì là sẽ xếp ở cuối hàng. Và sau đó thì ra đến cổng trường thì là những em mà có bố mẹ đón thì các em ra trước. Còn cái phía sau cuối hàng thì là các em sẽ tập trung vào một chỗ để các cô bảo mẫu cũng như là các cô sẽ đứng đấy để cùng với các em để chờ phụ huynh đến đón con về. Có mặt tại cổng trường tiểu học Thắng Chức, thành phố Vũng Tàu, đúng giờ tan học, phụ huynh đón con không đậu xe trước cổng trường mà chia theo từng khu vực trên hành lang. Hàng trăm học sinh cùng tan học lần lượt theo các lớp rời khỏi trường. Lúc ra cổng trường, từ việc phân luồng giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe gắn máy, đến việc không đi hàng ngang khi tham gia giao thông, đều được các em học sinh chấp hành nghiêm. Bên cạnh đó, các đoàn viên nhà trường trực tiếp hướng dẫn phụ huynh không đứng đậu xe trước cổng trường, hướng dẫn hỗ trợ các em học sinh qua đường nhằm bảo đảm an toàn.
Tự thì là ngay từ đầu năm học nhà trường cũng xác định là khuôn viên của nhà trường thì nằm sát bên quốc lộ của đường 30 tháng 4, cho nên là nhà trường thì ở phía trước thì cái lượng giao thông đi lại rất là đông, và để đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh khi tới trường thì nhà trường đã thành lập cái ban an toàn giao thông và sử dụng cái sân trước của nhà trường hai bên bóng mát này để cho phụ huynh đứng đợi xe, và chúng ta kẻ phần đàn xe cho học sinh. Theo chúng ta có hai hướng là phụ huynh đi vào và hướng đi ra, để các vấn đề là học sinh phụ huynh nó không, người ta chở con đến là không bị va chạm vào nhau, vì cái lượng học sinh các cháu ra tan trường rất là đông, và nhà trường đã phân cái thời gian tranh nhau giữa các khối lớp ra trong vòng 10 phút để phụ huynh của các lớp ra thì cái lượng học sinh không bị va chạm nhau khi di chuyển. Và chính vì cái mô hình này làm tốt như này nên ngay từ đầu năm giờ được cái sự phối hợp của phụ huynh học sinh qua cái việc tuyên truyền họp phụ huynh đầu năm, tuyên truyền đến học sinh trước cờ, và cái sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường thì nhà trường đã làm rất là tốt cái việc mà thực hiện an toàn giao thông trên cổng trường. Chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường mỗi giờ tan học, giờ đi học không còn xa lạ gì. Dù là một câu chuyện cũ, nhưng suốt bao năm qua vẫn chưa được khắc phục ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ý thức văn hóa giao thông của học sinh và nhiều phụ huynh còn hạn chế. Tuy nhiên, ở góc độ nhìn nhận khác, sở dĩ có hiện tượng ùn tắc trước trường học vào những giờ tan trường là do quỹ đất vỉa hè dành cho các trường không đủ để chứa nhiều xe trong cùng một thời điểm. Nhiều phụ huynh phải đứng dưới lề đường. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, nhiều trường học có sân rộng, nhà trường đều ưu tiên mở cổng để phụ huynh vào sân đợi đón học sinh. Không ít trường đã bố trí giờ vào lớp, giờ tan học cho phù hợp. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với địa phương giải tỏa các hàng quán lấn chiếm vỉa hè gần cổng trường, góp phần giảm ách tắc, để học sinh không còn chịu cảnh thắng thua, chen lấn bất an toàn giao thông khi không có chỗ tránh trú ổn định lúc tan trường. Một số trường học đã xây dựng nhà chờ đưa đón học sinh, mang lại lợi ích thiết thực. Đây là những công trình thanh niên đã và đang được triển khai tại nhiều trường học. Có mặt tại cổng trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, mới thấy sự phấn khởi của các em học sinh khi có địa điểm để đợi ba mẹ, sự yên tâm của các bậc phụ huynh khi con mình được ngồi trong nhà chờ trước cổng trường trong khi đợi ba mẹ đến đón sau giờ tan học. Nhà chờ dài khoảng 12 mét, rộng hơn 2 mét, có mái che và đặt hai băng ghế ngồi, nền trắng xi măng. Trong lúc chờ ba mẹ, các em học sinh vui vẻ trò chuyện. Một số phụ huynh tới sớm cũng chủ động dắt xe lên vỉa hè để đợi con. Con cảm thấy là nhà trường xây cái nhà chờ này rất là tốt. Dạ, khi mà đợi ba mẹ con có thể đọc sách, ngồi nói chuyện với bạn rất là tiện lợi luôn ạ. Những năm trước thì chưa có nhà chờ thì các cháu đi ra đường rất là lộn xộn. Lúc đó thì mưa nắng các cháu không có chỗ trú, rất là tội nghiệp. Nhưng mà từ khi có cái mái che như thế này thì rất là tiện lợi. Là thứ nhất là nắng mưa các cháu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thứ hai là các cháu có chỗ đứng, là có nhìn thấy cái vị trí nó đứng như vậy thì các cháu nó sẽ không băng ra đường, nó sẽ an toàn hơn trong vấn đề giao thông. Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh cho hay trường có hơn 1.700 học sinh, nằm sát quốc lộ 51. Nhà trường luôn nhắc nhở các em học sinh đứng trong khuôn viên trường đợi ba mẹ. Nhưng khi tan học, vẫn khó tránh khỏi tình trạng các em đùa nghịch hoặc phụ huynh đứng tràn xuống lòng đường đợi con, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đến nay, thị xã Phú Mỹ đã có 13 nhà chờ tại các trường học được lắp đặt. Mỗi nhà chờ trị giá từ 15 đến 20 triệu đồng. Kinh phí do thị đoàn và đoàn cơ sở các xã phường vận động từ các cơ sở đoàn trực thuộc, doanh nghiệp mạnh thường quân. Và đến thời điểm này thì một cái sự rất là vui mừng đón nhận từ phía phụ huynh cũng như các em học sinh, rất là vui khi sau những cái buổi tan học ra về, nhất là khi chờ các bố mẹ đến để đưa đón thì các em được vào trong cái nhà chờ này. Để chờ cha mẹ, và thứ nhất là để không phải tập kết vào những cái điểm mà như trước đây các em phải lang thang ở bên ngoài. Và cái nhà chờ rất là hiệu quả và được rất nhiều phụ huynh đồng thuận với nhà trường và khen ngợi cái công trình này đã mang cái hiệu quả rất là thiết thực, giúp cho họ rất là an tâm khi là đón trẻ con em.
Hy vọng với nhiều mô hình xếp hàng đón con, nhà chờ cho học sinh được triển khai nhân rộng, không chỉ đảm bảo cổng trường sạch, đẹp, an toàn, trật tự, mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông nói chung, an toàn cho các em học sinh nói riêng, đặc biệt là xây dựng, phát triển văn hóa giao thông.